À cái trên này á hả? Ừ thì lên đó mày nhìn mà. Dạ, mày phải trả tiền 100 đồng mày lên đây mày đứng mày nhìn á. Vậy hả? Ừ, nhìn một tối đẹp lắm. Ai nói? Có ai lên chưa? Dĩ nhiên rồi thì trên ai cũng nói. Ai nói? Mà tao chưa lên, tao sợ đang lên nó chết rồi. 100 đồng một người lên đó đó. Ừ. Lên nó mà nhìn thấy hết luôn. Ờ, lên cái lầu phải không? Nó có cái cầu thang, nó có cầu thang đi lên nó mà luôn. Ờ. Có cái gì đâu. Vì lên nó giống như mà lên đỉnh núi. Đó, chỉ có vậy thôi.